Thưa quý vị, hôm 16 tháng 9, tuyển Futsal Việt Nam có chiến thắng nhọc nhằn trước Panama với tỷ số 3-2 để hy vọng đoạt vé vào vòng Knockout World Cup Futsal. Thắng Panama 3-2, Việt Nam có được 3 điểm và hiệu số âm 7 do trận đầu thua đậm Brazil 1-9. Ngày mai, ngày 19 tháng 9, Việt Nam tiếp tục gặp Cộng hòa Séc để tranh vé vào vòng 1-16. Trong chuyên mục nhận định hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ chuyên gia bóng đá Nguyễn Nguyên, trưởng ban thể thao Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh để cùng nhìn nhận về cơ hội của tuyển Việt Nam về việc đi tiếp. Thưa chuyên gia bóng đá Nguyễn Nguyên, ông nhận định như thế nào về màn trình diễn của các cầu thủ Futsal Việt Nam sau hai trận đầu gặp Brazil và Panama? Chúng ta mạnh điểm nào và chúng ta hạn chế ở điểm nào ạ? Qua hai trận đấu vừa qua đó thì có thể thấy rất rõ là chúng ta là một đội bóng có cái tinh thần thi đấu cao và là một đội bóng chơi với một cái lối chơi rất là kỷ luật. Tuy nhiên cái mặt hạn chế thấy rất rõ đó là năm nay là cái năm mà đội Futsal Việt Nam trẻ hóa rất là nhiều, và chính cái yếu tố trẻ hóa đó khiến các em thi đấu vẫn còn gặp khó khăn, đặc biệt là ở những cái cơ hội sút cầu môn. Rõ ràng với Brazil cũng thế và với Panama cũng vậy. Thì chúng ta có rất nhiều cơ hội nhưng cái khả năng và cái hiệu quả để chuyển thành bàn thắng ấy, thì cái điều đó nó còn hạn chế. Tôi nghĩ rằng với mỗi trận đấu thì các cầu thủ của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã khắc phục dần lên. Thì tôi mong rằng cái trận đấu quyết định tới với Cộng hòa Séc ấy, thì cái điều đó sẽ được các em tích lũy nhiều hơn, đặc biệt là các cầu thủ trẻ. Và cái mặt còn hạn chế nữa đó là đôi lúc các em còn thiếu tập trung, tức là thiếu tập trung nên để thua những cái bàn thua mà chúng ta hơi tiếc nuối. Trận đá với Brazil là một, và ngay cả trận đá với Panama cũng vậy. Bàn thua thứ hai do lỗi tổng hợp thứ sáu, nhưng mà bàn thua đầu thì rõ ràng là chúng ta thiếu tập trung. Thì nếu mà khắc phục được những cái yếu tố đó thì tôi nghĩ rằng thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ có những cái cơ hội tốt hơn. Ngày mai thì Việt Nam sẽ gặp Cộng hòa Séc. Ông đánh giá như thế nào về đối thủ này của đội tuyển Việt Nam, cả về thành tích trên bảng xếp hạng và màn trình diễn vừa qua? Với Cộng hòa Séc thì rõ ràng họ là một đội bóng ở một cái đẳng cấp cao hơn chúng ta. Nếu coi lại những cái gì mà họ thi đấu, đặc biệt với Brazil đó, thì thấy rằng họ đều hơn chúng ta, và họ là một bóng có kinh nghiệm hơn, có bản lĩnh hơn và có đẳng cấp cao hơn. Cái yếu tố đó khiến, đặc biệt là ngay cả cái bảng xếp hạng của FIFA cũng thế, chúng ta hạng 43 trong khi Cộng hòa Séc thì hạng 16. Tức là cái sự chênh lệch về thứ hạng, sự chênh lệch về đẳng cấp, và kể cả cái việc mà họ được thường xuyên cọ sát hơn chúng ta, họ dày dặn kinh nghiệm hơn chúng ta, thì tôi cho đó là một cái sự chênh lệch khá là lớn, khá lớn về con người, khá lớn về trình độ và về đẳng cấp nữa. Do đó nó sẽ là một cái yếu tố rất là khó khăn. Tuy nhiên cái phần còn lại là chúng ta khát khao, tôi cho rằng chúng ta khát khao hơn, chúng ta có cái quyết tâm hơn, và các học trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang thì họ luôn ra sân với một cái tinh thần cao, và đó là một cái yếu tố cái thế mạnh của chúng ta. Ông giải thích như thế nào về tầm quan trọng của trận đấu này gắn với các cơ hội đi tiếp của tuyển Việt Nam, và ông kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ có đấu pháp ra sao ạ? Với trận đấu này thì rõ ràng là chúng ta muốn thắng. Thắng để chúng ta có cái vị trí thứ hai. Nhưng mà thắng một đối thủ hơn chúng ta rất là nhiều thì đấy lại là một cái việc thực hiện, nó lại là một yếu tố khác. Tôi nghĩ rằng thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang nghĩ nhiều đến cái yếu tố là chúng ta vào bằng chiếc vé vớt, tức là chiếc vé dành cho 4 đội hạng 3 trong 6 bảng đó có thành tích tốt để chúng ta vào vòng 16 đội. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang nghĩ đến điều đó nhiều hơn là cái việc mà chúng ta thắng được Séc. Thì cái điều đó nó rất là quan trọng, và nhìn vào các bảng đấu thì tôi nghĩ rằng hầu như bạn nào cái vị trí thứ ba cũng sẽ có ít nhất là 3 điểm. Do đó để ăn chắc thì phải là 4 điểm. 4 điểm thì chúng ta sẽ có cái vị trí thứ 3 xuất sắc, và chúng ta vào vòng 16 đội. Nhưng để hòa với Séc thì đó là một cái điều rất là
rất là khó khăn. Tôi cho đó là cái điều rất là khó khăn. Một trận đấu được xem là then chốt, với điều kiện là chúng ta sẽ thi đấu hết mình, chứ đừng nghĩ rằng vừa đá và vừa nhìn vào các bạn khác. Tại vì rõ ràng là cái thứ hạng các bạn họ sẽ thay đổi liên tục. Thậm chí đến thời điểm này tôi tin chắc là có những đội ở vị trí thứ tư, nhưng mà sau lượt trận thứ ba thì có khi họ lại nhảy lên vị trí thứ ba và họ có thành tích tốt. Đối với thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang thì chúng ta hơi thiệt thòi ở cái là cái hiệu số bàn thắng bại chúng ta âm cao quá, bởi vì ảnh hưởng tới cái trận thua Brazil 1-9. Do đó bây giờ chúng ta đang là âm 7, và làm thế nào để chúng ta chiến đấu với những đội cùng ở vị trí thứ ba với cái hiệu số đó thì cũng là cả một vấn đề. Trong tuyển Việt Nam thì ông kỳ vọng vào cầu thủ nào sẽ bùng nổ để có thể mang về chiến thắng hay một kết quả có lợi cho tuyển chúng ta? Thực sự thì những trận đấu vừa qua, những cái gương mặt ghi bàn khá là quen thuộc. Nhưng mà với cái cầu thủ mà mang yếu tố quyết định để chúng ta thắng Panama là Nguyễn Văn Hiếu, tức là một trong hai cầu thủ trẻ nhất của đội tuyển Futsal Việt Nam. Anh ấy sinh năm 1998. Thì tôi cho đó là một cái yếu tố bất ngờ. Và cái yếu tố bất ngờ nó có sự đột biến trong đấy. Thì huấn luyện viên Phạm Minh Giang bắt buộc sẽ phải nghĩ đến yếu tố trẻ và làm nên những cái bất ngờ trong những cái thời khắc như Nguyễn Văn Hiếu đã làm. Thực sự thì cái cú đột phá của Nguyễn Văn Hiếu qua hàng loạt cầu thủ, qua luôn cả thủ môn, thì cái điều đó là nhiều cầu thủ đàn anh họ không có những cái suy nghĩ táo bạo như thế, và thậm chí là họ không dám như thế. Thì cái yếu tố trẻ nó lại là nó lại giúp cho Hiếu có được một cái sức bật. Tôi lại mong đợi vào các cầu thủ trẻ tạo nên cái sự đột biến hơn. Nhưng mà với những cầu thủ mà thực sự tôi thích á, tôi thích và tôi kỳ vọng á, thì tôi lại nghĩ nhiều đến Khổng Đình Hùng. Tức là một cầu thủ mà khá là toàn diện, và cái khả năng ghi bàn, khả năng sút xa của anh ấy rất là tốt. Mặc dù sẽ rất khó, nhưng khán giả rất muốn lắng nghe ông dự đoán về tỷ số hoặc kết quả chung cuộc của trận đấu này. Vậy xin ông cho biết quan điểm của ông như thế nào ạ? Thực sự thì Cộng hòa Séc họ cũng chỉ có họ cũng mới chỉ có 3 điểm thôi. Tức là sau khi họ thua Brazil, họ thắng Panama ở lượt trận đầu và họ thua Brazil ở lượt trận thứ hai ấy, thì là số điểm họ bằng với chúng ta, nhưng họ hơn chúng ta ở cái vị trí là hơn ở hiệu số bàn thắng bại. Do đó đây cũng có thể là được xem là một cái trận chung kết, tức là một cái trận rất là quan trọng để giành chiếc vé thứ hai của bạn. Thì tôi nghĩ rằng với một cái đội có năng lực như Cộng hòa Séc thì họ sẽ tìm đủ mọi cách để họ thắng chúng ta. Họ thắng bằng cái sự chênh lệch về đẳng cấp, họ thắng về trình độ. Còn với chúng ta thì sẽ là một cái trận đấu mà tôi cho là khó. Và chắc chắn thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang sẽ nghĩ đến cái chuyện là chúng ta phòng ngự thật là chặt, giống như những cái phút cuối chúng ta phòng ngự trước Panama, và chúng ta chờ cơ hội để phản công. Thì đó là một cái lối chơi mà chúng ta quen thuộc, chúng ta thường thấy ở đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng mà nhìn lại với cái trận mà chúng ta từng thua Brazil đó, thì rõ ràng là với những cái đối thủ đẳng cấp thì cực kỳ khó. Tôi mong chúng ta hòa để chúng ta có vé vào vòng 16 đội, tức là nó an toàn hơn khi phải so về hiệu số bàn thắng bại. Nhưng mà thực chất thì nếu mà công bằng và nếu mà nhìn vào thực lực, các nhìn vào trình độ, thì tôi nghĩ rằng đây là một trận đấu mà chúng ta khó thắng, tức là sẽ thua và thua, cố gắng hạn chế bàn thua ở mức thấp nhất. Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Nguyễn Nguyên về những chia sẻ vừa rồi. Kính thưa quý vị, chuyên mục nhận định ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sống Vui Khỏe. Rõ ràng với Brazil cũng thế và với Panama cũng vậy. Thì chúng ta có rất nhiều cơ hội, nhưng cái khả năng và cái hiệu quả để chuyển thành bàn thắng ấy, thì cái điều đó nó còn hạn chế. Tôi nghĩ rằng với mỗi trận đấu thì các cầu thủ của huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã khắc phục dần lên. Thì tôi mong rằng cái trận đấu quyết định tới với Cộng hòa Séc ấy, thì cái điều đó sẽ được được các em tích lũy nhiều hơn, đặc biệt là các cầu thủ trẻ.